Mà muốn chữa trị ung thư thì quý vị phải thư giãn đủ, phải chấp nhận mình đang bị ung thư mà không chống đối, không có sinh ra phiền não nữa. Phải thừa nhận là mình đang có chứng bệnh ở trong người và phải tìm tới người thầy, tìm tới cộng đồng nào đó giúp mình để làm sao mình an trú trong hiện tại một cách tuyệt đối và dành trọn 100% cho cái ung thư thôi. Sống một cách lành tính, tiêu thụ thực phẩm lành tính, hít thở không khí trong lành, sinh hoạt với cộng đồng lành và cộng với cái sự trở về đầy đủ thì kể cả ung thư mình cũng có thể chữa trị được. Dĩ nhiên là không phải bất cứ cái tình trạng ung thư nào cũng có thể chữa trị được, nhưng cơ bản là đứng về thể chất thôi thì chúng ta cũng có khả năng tự chữa trị. Và cái này đây không phải là tuệ giác gì mới mẻ hết, ông bà tổ tiên chúng ta từ nhiều thế hệ đã biết điều đó, ít có dùng cái bên ngoài đưa vào. Mà nhất là những khổ đau nó từ trái tim thì liệu pháp chữa trị nó cũng phải từ trái tim, chứ không thể nào dùng một cái bên ngoài như thuốc, như là thần lực gì đó, năng lượng gì đó từ bên ngoài đưa vào mà có thể chữa trị được. Tất cả đều phải từ trái tim hết. Self healing là phương pháp trị liệu tâm lý đắt đỏ nhất trên xã hội Tây Phương bây giờ. Người Tây Phương đã biết tới khả năng tự chữa trị của con người, nhưng cái vấn đề là làm sao, phương pháp nào có thể giúp chúng ta có thể tự chữa lành những vết thương trong tâm hồn của mình. Chúng ta biết cái hướng là như vậy đó, nhưng cái cách là như thế nào? Đó là lý do tại sao mà ngành tâm lý trị liệu Tây Phương phải đến nhờ đỡ Phật giáo, thiền Phật giáo, để học những cái phương pháp hành thiền của Phật giáo, đặc biệt là mindfulness, chánh niệm. Và bây giờ chánh niệm được dạy rất là nhiều nơi ở Mỹ, trên các doanh nghiệp, tập đoàn, mà kể cả ở sở cảnh sát, kể cả trong trường học. Và có một số trường ở Mỹ, quý vị biết là họ rất là hay. Tôi mới vừa nghe tin là như cái trường ở cái vùng tiểu bang tôi đang ở hồi trước, đã từng ở hồi trước, là không cho học sinh làm homework nữa, không có làm bài tập về nhà. Tại vì làm như vậy thì học sinh sẽ rất là căng thẳng, mà căng thẳng thì không có sáng tạo được. Căng thẳng thì có thể sinh ra một số hội chứng về tâm lý, và rất nhiều học sinh trẻ rơi vào hội chứng trầm cảm hay là một số hội chứng khác. Cho nên họ làm một cuộc cách mạng rất là lớn, đó là không cho học sinh làm homework nữa. Nhưng mà ở nhà học sinh làm những bài tập khác, những bài tập về thể thao, về âm nhạc, về hội họa, về kết nối với cộng đồng, về làm từ thiện và đặc biệt là hành thiện. Hay chưa? Họ biết rằng tất cả những điều đó để giúp cho học sinh cân bằng và sáng suốt, minh mẫn, để học thật giỏi, để trang bị cho mình một cái kỹ năng vào đời luôn. Rất là hay. Vì thì mình phải có niềm tin vào khả năng tự chữa trị thì mình mới chữa trị được. Mình phải có niềm tin mình là một thực thể vô ngã thì mình mới đi về vô ngã được. Mà muốn có niềm tin đó thì mình trải nghiệm. Trải nghiệm có những giây phút mà mình không có muốn cái gì nữa hết, dù là chỉ có vài đôi ba phút. Trải nghiệm một trạng thái mình không có chống lại một cái gì nữa hết, bằng lòng tất cả, hài lòng với tất cả những điều kiện mình đang có. Dù rằng sau 5 phút đó mình sẽ chống tiếp, sau 5 phút đó mình sẽ muốn tiếp, nhưng mà hãy tự ban cho mình một cơ hội, một khoảng thời gian nhất định nào đó trong ngày, hay là mỗi một tiếng trôi qua mình sẽ có một phút không mong cầu gì cả, thì quý vị sẽ thấy thân tâm mình nó dễ chịu như thế nào, tinh thần mình nó sáng khoái như thế nào, đặc biệt là qua được bờ bên kia của vô ngã, dù là nhảy qua rồi nhảy trở lại. Chưa đủ bản lĩnh để ở luôn bên bờ bên kia, nhưng mà ít nhất là nếm trải được trạng thái vô ngã là gì. Quý vị biết là khi chúng tôi đi lên trên những cái trail, chúng tôi đã từng ở trên những cái trail dọc theo bờ biển Thái Bình Dương hay là phía bên miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Cái trail rất là lớn và khi lên trên đó thì có thể gặp những người bạn đi trên đó. Và chúng tôi trở thành những bằng hữu tốt.
tự dưng lên trên đó thì mình rất là dễ chấp nhận lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau và bảo vệ lẫn nhau. Thì khi mình sống giữa đất trời, giữa núi rừng hoang vu, có rất nhiều điều nguy hiểm. Có thể sạt lở đất, có thể có thú dữ, có thể có những kẻ bà trợn cầm súng bắn mình bất cứ lúc nào. Có rất nhiều hiểm nguy rình rập. Thành ra các anh em phải đi chung với nhau chứ không có được tách rời. Và cái gì nó xảy ra cho người này là xảy ra cho người kia. Mạng sống của người này có thể nói là mạng sống của người kia luôn đó. Cho nên để mà sáp nhập với nhau thành một nhóm thì mình phải biết kỹ về người đó. Có khi mình không thể biết cái lai lịch của họ, nhưng mà mình phải biết được tính nết và cái cả sức khỏe của họ nữa. Một người mà không đủ sức khỏe thì mình không dám cho đi chung. Nếu mà mình từ bi mà không có trí tuệ đó, mình thấy thương quá mình cho họ đi theo một hồi là mình phải chịu hết trách nhiệm cho bản thân họ, thì coi như là cả hai đều phải dừng lại. Mà dừng lại một nơi không có điều kiện để sinh tồn thì cực kỳ nguy hiểm. Và giữa miền hoang dã như vậy, cái ngã nó ít có cơ hội để phát triển, đúng không quý vị? Ở đó ăn cái thứ gì nó cũng ngon hết. Nấm mà hái ra mà rửa mà nướng thôi nó cũng ngon cực kỳ. Khi mà chúng tôi hái được một số trái cây như là ở Hawaii, chúng tôi hái được ổi hay là quýt. Còn đi qua miền Tây Nam của nước Mỹ thì hái được như là những loại như là blackberry hay là blueberry là rơi nước mắt vậy. Anh em chia nhau từng trái, từng trái. Chúng tôi nhớ là lúc đó chúng tôi có 3 người ngồi bên vệ đường để đón đi xe nhờ đó. Các bạn đi ngang, chạy xe ngang qua, không cho đi xe nhờ, ném cho 2 trái táo mà 3 đứa. Và chúng tôi lao trái táo đó mà chia nhau cắn từng miếng, ăn luôn hột táo, ăn luôn cuốn táo nữa. Lúc đó đâu có ngon với dở, phải không quý vị? Ngon dở là một cặp phân biệt. Chúng ta sống trong những cặp phân biệt sau đây, cao và thấp. Có bằng tiến sĩ, thạc sĩ là cao, bác sĩ, luật sư là cao, rồi tổng giám đốc cao hơn phó tổng giám đốc cao hơn các phòng ban. Chúng ta có thu nhập nhiều hơn là chúng ta có cái tiếng nói cao hơn những người trong gia đình. Là một vị đạo cao đức trọng thì vị trí nó phải cao hơn một cái người mới bắt đầu tu hành, thí dụ vậy. Chúng ta thường sống trong những cặp gọi là tương đãi, mà Phật giáo Đại Thừa gọi là nhị nguyên, duality, nhị nguyên. Và cái này là sản phẩm của tâm trí nông cạn của con người mà ra, và chúng ta lãnh đủ hết từ bao nhiêu thế hệ. Có lẽ từ khi loài người có mặt trên cuộc đời này là đã có nhận thức vô minh đó rồi. Cao và thấp, sang với hèn, sạch với dơ. Ở giữa núi rồi, núi đồi đó, 7 ngày không có suối để tắm, không có nước để tắm rửa, đứa nào đứa nấy hôi như chồn, thì không có chuyện đứa này chê đứa kia được. Không có nói mày hôi quá được, tại vì chúng ta đều hôi như nhau. Có một lần đó tôi làm tình nguyện viên ở một cộng đồng ở Alaska. Thì khi tôi tới đó thì tôi rất là ngạc nhiên thấy những người đó họ sống rất là tự nhiên, hoang dã. Mình rất là thích. Mình thấy như là có một con người khác trong con người mình nó được mời ra vậy. Và cái ngày đầu tiên tới đó họ đãi cho một cái bữa ăn có rất là nhiều rau xanh. Và khi tôi ăn những cọng rau đó tôi rất là thích. Những người bên cạnh hỏi ngon không? Tôi nói rất là ngon. Họ nói anh có biết là nó được bón từ cái gì không? Tới bằng cái gì? Từ phân của chúng ta đó. Và tôi muốn ổi ra. Sau đó tôi ra phía sau hè tôi uống cho một chén muối vô để móc ra. Ổi mật xanh mật đỏ luôn. Tại vì mình mà đi ăn phân của mình sao? Nhưng mà tôi nghĩ là ngày mai cũng vậy, rồi ngày mốt cũng sẽ như thế. Rồi chẳng lẽ là mình ở đây mấy tháng trời rồi mình lấy cái gì mình ăn? Rồi tôi chưa có giải pháp. Và có người đã phát hiện ra được điều đó. Cho nên là sáng ngày hôm sau họ cắt cử tôi làm một công việc cực kỳ đặc biệt. Đó là hốt phân. Hốt phân của chúng ta. Đó là ở bên đó họ sử dụng cái gọi là compost toilet.
Tức là quý vị sẽ đi vào trong cái show và rải mạt cưa hay là lá ở phía dưới, rồi có 5 cái show đó cho 45 con người trong căn nhà đó sử dụng. Khủng khiếp. Và khi mà tôi làm việc đó, tôi phải lấy khăn, tôi cột bịt mặt, lòi hai con mắt ra thôi. Và vô đó, ủa, đi ra, chịu không nổi. Và khi mà mình lấy xong, cái mình đổ vào cái đống phân đã cũ rồi đó. Đống phân mới mình đổ vào, rồi mình cào cái đống phân cũ ra. Cào đống phân cũ đó mình phơi khô. Rồi mình đi bón vào cái gốc cây hay là rau. Tại vì ở đó ta ăn chay trường không à, cho nên không có gì gọi là ghê gớm lắm. Mỗi khi tôi cào ra là tôi muốn ói. Và phía sau lưng tôi là có các em dễ thương lắm, như thiên thần ấy, đang chơi thể thao vậy. Nó thấy tôi vậy, nó đạp cho tôi một phát, ụp mặt xuống luôn, đống phân. Rồi nó lấy cái xô phân còn tươi ấy, nó rải lên người tôi luôn. Và tôi vừa quê quá, vừa giận quá, tôi lăn mấy vòng luôn, giãy giụa trên cái đống phân đó. Giống như là nằm dạ vậy đó. Và sau đó thì các em nó cũng lôi tôi vào để nó xịt nước. Tôi rửa bao nhiêu xà bông ngửi lên nó cũng muốn ói. Và ban đêm đó, quý vị biết tôi ngủ mà tôi phải nằm mớ đó, đập vách lung tung hết. Tôi thấy cái cảnh mà tôi bị đè xuống đống phân đó, nó ám ảnh trong đầu vậy. Và các em nó nói rằng ai tới đây cũng phải thực tập cái bài đó. Tôi nghe xong sốc dễ sợ. Sốc ở đây không phải là cách đối xử của họ. Sốc ở đây là mình đang trải qua một bài thực tập hoàn toàn thất bại. Tôi hỏi các em đó chứ mấy người khác tới đây có bị thất bại như vậy không? Nó nói có một vài người thôi. Mà thường đó là những người ở thành phố lớn xuống, những người từ châu Á đi qua. Còn những người sống ở xã hội Tây Phương, nhất là ở miền hoang dã, thì họ làm tốt bài thực tập đó. Điều đó cho thấy rằng cái bản ngã của người thành thị nó khác bản ngã của người thôn quê. Cái cuộc đấu tranh sinh tồn của người thôn quê nó rất là giản dị, nhẹ nhàng và ít phiền não. Còn cái đấu tranh sinh tồn cho người sống trong một xã hội văn minh như chúng ta, cái gì cũng sợ hãi, cái gì cũng là vấn đề. Bây giờ thử quý vị mà nhìn vào cái của mình thôi thì mình cũng gớm lắm phải không? Đừng nói chi mà chạm vào nó rồi nằm lăn trên nó rồi đưa nó vào trở vô trở lại nữa. Mình không thể tưởng tượng được. Nhưng quý vị được đặt vào bối cảnh đó, ở trong cộng đồng đó, một ngày nào đó quý vị thấy rau rất là ngon, không có vấn đề nữa. Tôi phải mất 3 tuần lễ sau mới hội nhập một cách tự nhiên nhất, sống bụi bặm nhất, chấp nhận ngủ chung với chó luôn. Chứ còn cũng hơi bị kỹ. Ở trong tu viện, ở thiền viện, các sư phụ dạy rất là kỹ, đời sống tu viện rất là ngăn nắp và sạch sẽ. Và điều đó nó tạo ra một cái cặp nhị nguyên ở trong người mình, hồi nào mình không biết, sạch và dơ. Bây giờ thì tôi vẫn là người ở sạch quý vị. Nhưng mà nếu có dơ thì cũng không sao. Ngày xưa một ngày là không dọn phòng, không giặt đồ là chịu không nổi. Bây giờ vài ngày ở dơ cũng được. Rảnh thì ở sạch, mà không rảnh thì cứ ở dơ. Và lâu lâu tôi thấy các sư chú mà mấy ngày mà không có giặt y, tôi nói sao mà hôi như trồn vậy con. Nhưng mà thật ra tôi thấy trong lòng tôi không có sự kỳ thị. Lỡ sư chú mà có ngồi gần thì mình không thấy có vấn đề. Chứ ngày xưa là không cho ngồi gần đâu nhé. Tại vì quý vị thông cảm là các thầy tu chỉ có 3 bộ đồ thôi, nhiều khi giặt không kịp quý vị. Trời mưa còn ẩm nó hôi lắm. Thành ra thầy chùa nấu canh chua 3 ngày vẫn còn chua đó. Áo thầy chùa nấu canh chua 3 ngày vẫn còn chua là vậy. Ngày xưa màu nâu nó hút mồ hôi ở trong dữ lắm. Đó, quý vị mà ở những cái miền như vậy rồi quý vị sẽ thấy rằng cái sự phân biệt trong mình nó rất là thấp. Nhưng chúng ta ở đây, ở trong một cộng đồng, chúng ta bị ảnh hưởng rất sâu nặng bởi cái gọi là tâm thức cộng đồng. Rồi chúng ta trở thành một phần của họ. Chúng ta tưởng là chúng ta chỉ có nhiêu đó thôi. Cho nên khi chúng ta thiền tập một cách đúng đắn và có kết quả, chúng ta thấy ngoài cái con người đầy dẫy sự phân biệt, tại vì phân biệt là đưa tới khổ đau. Tại vì sạch thì tất nhiên là không chấp nhận dơ rồi phải không? Dơ cũng kỳ thị sạch vậy, những người ở dơ cũng kỳ thị những người ở sạch vậy. Cao kỳ thị thấp, mà thấp cũng kỳ thị cao.
hay ghét dở, mà dở cũng thấy hay cũng chướng lắm chứ. Cho nên chúng ta luôn ở trong những cái cặp như vậy. Vậy thì khi tu tập đó, Đức Phật, các vị tổ sư nhắc chúng ta rằng bên trong các bạn còn một con người thuần khiết nữa. Tôi không hiểu ông Phạm Duy khi ông ta viết rằng, khi ông viết rằng cái lời trong bài hát Trở Về Mái Nhà Xưa có câu là rồi nghe thấy kiếp xưa bước nhẹ về, có giống như Trịnh Công Sơn đã viết. Tại vì tôi không có được thân với bác Phạm Duy, chưa bao giờ được hỏi ông cái ý đó là gì. Nhưng mà Trịnh Công Sơn đã viết là có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa. Trịnh Sơn nói với tôi rằng rất là hiếm khi, lâu lắm, nhiều khi vài năm trời, trong một đêm tĩnh lặng, anh ngồi rất là yên trong căn phòng vắng của mình, nhiều khi nhìn vào bức tường trắng thôi, anh cảm giác rùng mình là bỗng dưng có một cái con người khác từ trong người mình nó bước ra. Nó không còn giận hờn nữa, nó không muốn hơn thua nữa, không có trách móc nữa, chấp nhận những lầm lỡ người khác một cách dễ dàng. Anh nói thường nó chỉ xuất hiện vào lúc nửa đêm, những lúc mà tâm nó tĩnh lặng nhất. Có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa. Còn của Phạm Duy, mặc dù bài hát này là của người Ý, nhưng mà ông viết lời đó là rồi nghe thấy kiếp xưa bước nhẹ về. Trong bài thơ của Thiền sư Viên Minh, bên bờ suối vô vi, trăng lên chờ ta đó, ngàn xưa, từng ngàn xưa, trăng vẫn chưa hề lặn. Ta đi vào viễn xứ, đi hoang, đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài. Viễn xứ là nơi xa, đi về nơi xa. Trong khi hạnh phúc là ở đây, mà tìm hạnh phúc ở nơi khác. Hạnh phúc ở trong chính mình mà đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài. Nhưng mà trăng đưa lối ta về. Nếu mà có ngồi thiền, có một cái duyên may nào đó được tiếp xúc với con người năm xưa, thì con người năm xưa sẽ đưa chúng ta trở về. Cái bản chất chân thật nó sẽ réo gọi chúng ta, nó thúc giục chúng ta đi tìm một cái gì đó nó có giá trị hơn, nó sâu sắc, nó bền vững hơn cái chúng ta đang có. Rồi nghe thấy kiếp xưa bước nhẹ về, có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa, trăng đưa lối ta về. Trùng dương muôn bến mộng, nên ta vẫn còn mê. Cuộc đời có quá nhiều sự hấp dẫn, cho nên đã cuốn ta đi làm những con người rất là tầm thường, đầy dẫy tham sân si, chìm nổi trong những đòi hỏi, những mong cầu, những khát khao. Nhưng mà ở bên trong chúng ta vẫn còn một con người thuần khiết. Thành ra một chuyên gia tâm lý trị liệu có đạo đức, có trí tuệ, thì ông ta phải nói được cho bệnh nhân biết rằng bạn không cần dựa vào tôi, bạn không cần dựa vào bất cứ một đối tượng nào, bạn hoàn toàn dựa vào chính bạn là có thể trị liệu được. Dĩ nhiên là phải có phương cách. Nhưng một chuyên gia tâm lý trị liệu có đạo đức không bao giờ điều hướng bệnh nhân mình chỉ tin tưởng vào ông ta thôi. Điều đó rất là nguy hiểm. Mình phải luôn giúp cho bệnh nhân mình tin vào chính họ. Tại vì cái khả năng tự chữa trị là khả năng cao nhất. Một thiền sư cũng vậy. Một thiền sư đích thực là một thiền sư thì không bao giờ đi dụ dẫn tín đồ đi theo ông ta cả. Mà ông ta chỉ đánh thức cái khả năng giác ngộ trong mỗi người. Ông ta không bao giờ tạo cơ hội để các bạn dựa vào ông ta đâu. Ông ta luôn phủi ra để các bạn quay về nương tựa vào các bạn. Và đối với người thương của mình cũng vậy. Nếu mình là người có đạo đức, người tử tế, thì đừng bao giờ dụ người thương của mình dựa vào mình để có hạnh phúc. Đừng cố gắng làm điều đó. Chúng ta chỉ làm như vậy khi chúng ta không vượt qua nổi cái thói phàm tình tham sân si của con người thôi. Còn khi mình tỉnh táo thì mình giúp cho người thương mình hãy dựa vào chính họ. Tại vì dựa vào chính họ là tốt nhất, là an toàn nhất, là vững bền nhất,
là chân thật nhất. Làm sao mà mình dám tin rằng mình sẽ giữ phong độ như vậy mãi mãi, phải không? Mình cũng thất thường lắm. Và làm sao mình dám tin rằng là người đó dựa vào mình mà mình không rút tỉa năng lượng của họ, không làm khổ họ. Và cho dù mình giữ vững phong độ như là một thiền sư chẳng hạn, thì mình cũng đâu có thể đi vào trong cuộc đời của họ để gánh chịu hết những cái cảm xúc, những nỗi khổ niềm đau của họ đâu. Cho nên mình giúp người thương của mình tỉnh ra, quay về nương tựa vào chính họ. Nhưng mình phải chỉ phương pháp ha. Chứ mình đẩy người đó ra mà mình không có cho phương pháp gì hết thì nó sẽ nghĩ là mình chắc là hết thương họ rồi. Hay là mình mỗi ngày cố gắng để thu hút người ấy, hấp dẫn người ấy, làm cho người ấy sập vào cái bẫy tình của mình để không còn biết trời xanh mây trắng gì nữa hết. Chỉ có biết mình là nhất trên đời thôi. Mẹ mà chỉ muốn con chỉ biết mình là nhân vật nhất trên đời thì bà mẹ không có trí tuệ. Cướp mất chủ quyền của đứa con. Mà vợ chồng cũng vậy, nếu mà không có giúp bên kia thấy được giá trị của họ, chỉ dựa vào mình thôi mới tồn tại, thì mình không phải là một người chồng hay là người vợ hay là một người thương đủ sự tử tế. Trùng dương muôn bến mộng, nên ta vẫn còn mê. Trăng huyền không, tức là trăng thanh tịnh, mở hội. Hương lan ngát bên đồi, mây ngàn phương về hội, giờ tao ngộ đến rồi. Bài thơ này có tựa là tao ngộ, giây phút tìm thấy chân hình con người thật của mình. Xúc động lắm, hạnh phúc lắm, giải thoát lắm. Rồi trước giờ mình ràng rịch vào những cái đòi hỏi, những cái mong cầu, những tự ti mặc cảm, chìm đắm vào vết thương lòng. Bây giờ mình thoát ra khỏi nó để mình tiếp nhận một con người khác, cho nó một cơ hội bước ra. Nicodemus là cái người rất là khát khao được gặp Chúa Giêsu. Trước giờ nghe nói tới cái đức hạnh và cái trí tuệ của Ngài, nhưng mà chưa bao giờ được gặp trực tiếp, tại vì ông ta theo Hồi giáo. Và ông ta đã biết là tối nay Chúa có đến cái vùng địa phương này, và nửa đêm ông ta lén vào để gặp được Chúa. Và khi gặp Chúa rồi thì ông ta quỳ dưới chân Ngài và nói ngay cái điều mà mình khát khao. Và thưa Ngài, làm thế nào để được sinh vào vương quốc của Thượng Đế? Thì Chúa Giêsu mới đáp lời là chỉ có nước chết thôi. Thì ông ta xanh mặt, ông ta hoảng sợ. Chúa nói không. Khi một ý niệm cũ chết đi mà chúng ta để cho nó chết, không có níu lại, cho phép một ý niệm mới được sinh ra, đó là vương quốc của Thượng Đế. Chúng ta có thể tham dự vào Kingdom, Heaven, cõi tịnh độ, Niết Bàn ngay trong giờ phút hiện tại nếu chúng ta muốn. Tại vì nó ở trong tâm hồn của chúng ta. Để cho cái con người chúng sanh phàm tình tham sân si kia chết đi, mời một con người thuần khiết bên trong bước ra, thì đó là vương quốc của Thượng Đế, đó là Niết Bàn, đó là con người tuyệt vời nhất của chúng ta. Bài tập này rất là khó quý vị, rất là khó, quý vị không thể thực tập liền được đâu. Để dành tham khảo, rồi từ từ mình sẽ làm được. Chỉ cần mình có một cái chánh kiến đúng, một cái hiểu đúng, cái lộ trình tu tập mình sẽ đi tới những cái bước như vậy. Buông bỏ bản ngã từ từ mỗi ngày. Mỗi ngày bản ngã mình nhỏ hơn một chút, bớt giận, bớt hờn, bớt tự ái, bớt tổn thương, bớt ăn hiếp người khác, bớt lấn lướt người khác, bớt thể hiện uy quyền, là mình đã đi đúng hướng rồi. Cái cuốn sách Hiểu Về Trái Tim thì có nhiều người gặp tôi nói thầy là tác giả của cuốn Hiểu Về Trái Tim phải không? Nhiều khi tôi nói muốn nói không dễ sợ, nhưng mà nói như vậy là nói dối, rồi mình vô trách nhiệm sao nhiều khi mình viết trong đó có những cái điều mà phật lòng người khác. Cho nên tôi nói là phải, nhưng mà trong lòng tôi biết là nó không có phải lắm. Giá như mà cái bìa sách được ghi một cái tên gì đó để mọi người hiểu đúng nhất á, thì tôi được ghi là Hợp Thể Minh Niệm, thí dụ vậy. Và khi mà tôi làm cái bìa sách đó, tôi phải tranh đấu với anh chàng diễn viên Chi Bảo dữ lắm. Là tại vì Chi Bảo muốn ghi một cái Đại Đức Minh Niệm, hay là thậm chí anh đòi ghi Thiền Sư Minh Niệm nữa. Tôi nói trời đất ơi, ghi cái đó chắc chết.
Thứ nhất là mình đâu có phải là thiền sư đâu. Tại vì quý vị biết là cái danh hiệu thiền sư đó ở xã hội Tây Phương khác, hiểu khác hơn là ở Việt Nam. Ở Đông Phương mình hiểu thiền sư á, là một bậc đã có những cái thực chứng rất là lớn trên con đường hành thiền, gây dựng nên một cái dòng thiền gây ảnh hưởng lớn cho xã hội, gọi là thiền sư. Còn ở xã hội Tây Phương người ta gọi thiền sư chỉ là một cái người dạy thiền, có kinh nghiệm về thiền, dạy cho người khác được, người ta gọi là meditation teacher hay là meditation master. Vậy thì nếu mà dùng cái danh hiệu thiền sư mà đặt ở bối cảnh Việt Nam là nguy hiểm quá. Là nhiều người sẽ hiểu lầm là mình cống cao ngã mạn, mình tự xưng mình là thiền sư. Cho nên có nhiều người nói tôi là thiền sư từ trong showbiz bước ra. Là tại vì cái cuốn Hiểu Về Trái Tim nhờ những ngôi sao đọc đó, audiobook và nhiều bài viết lăng xê, PR rầm rộ, cho nên là cái cuốn sách Hiểu Về Trái Tim nó đi xa và đi rộng. Cho nên cái danh hiệu thiền sư là do báo chí tặng. Tự động báo chí họ gọi tôi là thiền sư. Tại vì giờ họ không biết gọi tôi bằng cái gì bây giờ. Nếu mà gọi bằng thầy thì họ không chịu. Mà tôi thích cái từ thầy nhất. Họ nói thầy đâu phải là thầy của tôi đâu, tôi phải gọi bằng thầy. Đối với họ từ thầy nó còn lớn hơn từ thiền sư. Thiền sư chỉ là ông sư dạy thiền thôi chứ gì dữ vậy. Cho nên tự động họ ban cho mình cái danh hiệu thiền sư. Rồi trên mạng gọi, rồi mọi người gọi. Các cụ mà nghe được là rầy chết. Và bản thân mình cũng thấy là mình không phải là thiền sư, còn phải tu nhiều lắm. Thì khi mà tôi viết cái cuốn Hiểu Về Trái Tim, tôi ý thức rất là rõ cái cuốn sách này nó không phải là của mình. Đóng góp rất nhiều yếu tố trong đó. Phải kể là cha mẹ cho mình hình hài và hiểu biết và nhiều khả năng. Mà trong cha mẹ mình có chứa ông bà tổ tiên của mình, tại vì trong cái di truyền thì nó chứa luôn đời sống, kinh nghiệm, tài năng của bao nhiêu thế hệ phía trước. Rồi mình được gặp những bậc thầy lớn, được sống trong những Phật học viện, trong thiền viện, được sống trong khuôn thước nề nếp giáo dục kỹ lưỡng. Rồi mình may mắn đã có nhiều nhân duyên để mình quyết định cái con đường tu bụi, chứ đâu phải tự động mình nghĩ ra được đâu. Ít nhất là được truyền cảm hứng từ cuốn phim Into the Wild. Nó cho thêm 30% sức mạnh để dám làm cái quyết định đi cuộc hành trình đó. Chứ còn trước đó muốn đi rồi mà chưa dám. Và sống sót được cho tới bây giờ là nhờ ơn rất nhiều người trên cuộc hành trình đó. Nhờ rất nhiều điều kiện thuận lợi, kể cả là nhờ nhà thờ rất nhiều. Nhờ ngủ trước nhà thờ, các cha động lòng quá, mở cửa cho vào. Rồi nhiều khi bị lạc giữa sa mạc, bão cát sa mạc sắp nhấn chìm là nhờ các con chiên của Chúa kịp thời xuất hiện để đưa về nhà thờ, ở trong nhà thờ. Thành ra tôi có rất nhiều người bạn là linh mục hay là mục sư, rất là thân. Và chúng tôi đã từng ngồi với nhau chia sẻ về giá trị, về tuệ giác của tôn giáo của mình. Và các cha học rất nhiều về thiền của tôi. Và tôi cũng được học rất nhiều những cái điều hay, lẽ đẹp ở trong Kinh Thánh. Và tôi thấy cái hình ảnh mà một vị thầy của Phật giáo ngồi uống trà với một vị thầy của công giáo hay là tôn giáo khác đó đẹp lắm. Tôi thấy tình bạn là cái tình cảm nó bình đẳng nhất, cơ bản là nó ít khổ lụy, ít đòi hỏi, ít kiếm chuyện, phải không? Tôi nghĩ mọi tình cảm đều nên quy về tình bạn hết. Dù là tình cha con, mẹ con, vợ chồng, anh em, thầy trò đều phải đứng trên nền tảng của tình bạn. Trong đó đối tượng này phải tôn trọng đối tượng kia, lắng nghe, quan tâm giúp đỡ, thay vì thể hiện quyền lực, thay vì ép uổng, thay vì cho mình một cái quyền làm khổ người khác. Mình cho mình nhiều cái quyền lắm quý vị. Vậy thì khi mà mình sống trong cái tuệ giác của vô ngã đó, thì tự dưng mình sẽ thấy rằng là mình không phải là một cá thể biệt lập nữa. Cái thuyết, cái chủ thuyết, cái tư tưởng independence ở xã hội Tây Phương là không chính xác. Trên đời này không có cái gì mà tự nó có thể tồn tại riêng biệt được. Tự lập, độc lập, đứng riêng biệt là một cái nhìn tương đối thôi. Còn cái nhìn tuyệt đối là phải liên lập, liên kết với nhau để thành lập. Con không thể
sống nếu không có gia đình, không có cha mẹ được. Dù con có tuyên bố rằng từ bây giờ trở đi con không xài tiền của cha mẹ nữa, từ bây giờ trở đi con có thể có nhà riêng con ở, từ bây giờ trở đi con chịu trách nhiệm cho đời sống hôn nhân của con, mẹ, cha đừng có can thiệp vào nữa. Mình nói như vậy là mình khờ lắm, là mình vô minh lắm, mình không có hiểu gì về thân phận con người hết. Cho dù là mình muốn cha mẹ mình bớt nhúng mũi vào để mình chịu trách nhiệm hơn về cuộc đời của mình, nhưng mình đừng có bao giờ hiểu lầm rằng mình có thể tồn tại riêng biệt mà không cần ai hết trên cuộc đời này, đặc biệt là gia đình, cha mẹ của mình. Thử nghĩ, cha mẹ mình mà có mất đi, những người thân của mình mà biến ra khỏi cuộc đời mình, thì cuộc đời mình là cuộc đời gì? Còn có ý nghĩa nữa hay không? Cho nên, cái chữ tự lập hay là biệt lập nó không có giá trị. Và nếu có thì chỉ có giá trị tương đối thôi. Và chúng ta phải mau mau đi về cái chân lý sâu sắc hơn, đó là liên lập. Khoa học ở đầu thế kỷ thứ 20 đã đi tới một cái thấy rất là khủng khiếp. Đó là A luôn tác động vào B và B cũng không ngừng tác động vào A, gọi là tương tác. Và họ sắp xỉ đi tới một cái thấy nữa mà họ không dám thấy. Họ không muốn thấy thì đúng hơn. Mà cái thấy này Đức Phật đã thấy hơn 26 thế kỷ trước. Đó là A cũng tức là B, và B cũng chính là A. Gọi là giáo lý tương tức, không có sự khác biệt giữa các cá thể trong cùng một bản thể. Khác trên mặt hình tướng, bản chất là một. Chúng ta cùng chung một dòng sinh mệnh, hưởng chung mặt trời, hưởng chung không khí, hưởng chung thực phẩm, nước, hưởng chung một nền văn minh mà con người bày ra. Chứ chúng ta không phải là một cá thể biệt lập. Vậy nên tất cả những nỗ lực tranh đấu cho một cái ngã là sai lầm, thì đừng hỏi tại sao là khổ đau. Nói một cách khác, nếu chúng ta bước lên một trình độ sâu sắc nhất trong đời sống tâm linh hay là tu tập chuyển hóa, đó là biết chia sẻ cống hiến cho mọi người. Cái đó là một thứ tuệ giác. Phải có một cái tuệ giác để thấy được rằng dòng sinh mệnh của ta không bao giờ tách lìa với xã hội, với cộng đồng, với quê hương, đất nước, với nhân loại được. Mà gần nhất, đơn vị gần nhất là gia đình, là những người thân chúng ta. Để từ đó, ít nhất là chúng ta có một thái độ biết tôn trọng mọi cá thể xung quanh. Cái này là cái cơ bản nhất của đạo đức học. Dù bạn trở thành cái gì đi chăng nữa, đạt tới quả vị tu chứng gì chăng nữa, mà cơ bản bạn thiếu tôn trọng các đối tượng xung quanh là bạn thất bại. Thất bại thảm hại. Tại vì bạn đã rời khỏi quỹ đạo, rời khỏi sự vận hành của đất trời rồi. Trong cái universal principle, quy tắc vận hành của đất trời là mọi cá thể đều bình đẳng với nhau. Cho nên Albert Einstein là một nhà vật lý xuất sắc của xã hội Tây Phương, một bậc vĩ nhân. Ông ta rất là yêu đạo Phật, và ông ta phát biểu một câu rất là tương đồng với đạo Phật, đó là there are only two ways to live your life. One, nothing is a miracle. The other, everything is a miracle. Chỉ có hai cách duy nhất để bạn sống trong cuộc đời này. Một là bạn chọn cách sống là không có gì là mầu nhiệm cả, không có ai hay ho hết, và mình cũng không hay ho luôn. Không có ai là đặc biệt, không có ai là phi thường, và mình cũng như vậy, bình đẳng. Thứ hai là everything is a miracle. Ai cũng hay, ai cũng đặc biệt, ai cũng là đóa hoa, và mình cũng là một đóa hoa. Cái thấy đó là cái thấy bình đẳng, đồng đẳng. Mà nếu trượt ra khỏi hai cái thấy đó, thấy có kẻ dở, kẻ khác dở, mình hay. Thấy có mình là một kẻ đặc biệt, phi thường, còn tất cả mọi người đều là tầm thường, là bạn đã rời ra khỏi cái nguyên tắc vận hành của đất trời, thì bạn sẽ khổ đau vĩnh viễn. Vậy thì cái bản năng chúng ta cũng hay hướng tới người khác để giúp đỡ, phải không quý vị, dù chưa có tu hành gì hết. Nhưng câu hỏi đặt ra là có thật sự là giúp không, hay là mình chỉ đó chỉ là một cách để thỏa mãn bản ngã. Giúp người cũng là một cách để thỏa mãn bản ngã.
Chúng ta hay nhân danh lòng từ bi, bác ái, đạo đức, yêu thương để cho mình một cái quyền khống chế người khác, ép uổng người khác, bắt người khác lệ thuộc vào mình. Chúng ta gọi nó là tình thương. Nhưng đó là sự ích kỷ, đó là sự sợ hãi, đó là sự ràng buộc. Trong khi chúng ta làm công tác từ thiện, chúng ta đã chứng tỏ uy quyền, vung vãi không biết bao nhiêu rác rến cho cái người nhận cái món quà của mình. Mình còn muốn người khác phải vinh danh mình, đưa tên mình lên bảng vàng, không có tên mình là mình sẽ giận. Mình nói mình làm công tác từ thiện, nhưng mà thật ra là vì mình cô đơn quá, không biết làm gì hơn thì làm một cái chuyện gì đó cho có ý nghĩa, thì đi làm từ thiện. Thì trong đó cũng có sự hy sinh một chút về tài vật, thời gian, công sức, nhưng mà bên trên là để lấp đầy nó cô đơn. Vậy thì ai nhận được nhiều hơn ai? Và chúng ta đã nghĩ rằng sharing, caring là một chuyện rất là dễ làm. Thậm chí là chúng ta muốn có phước đức, muốn có năng lượng lành thì hãy giúp đi. Giúp người thành công thì mình sẽ thành công. Một cái giúp đầy toan tính, đầy hy vọng và chờ đợi, phục vụ cho bản ngã. Trong khi chúng ta hoàn toàn có thể hiến tặng một cách unconditional, không điều kiện, không xài bản ngã ra. Có lúc năng lượng mình yếu, mình lấy bản ngã ra mình xài. Nhưng có lúc năng lượng mình mạnh, không cần lấy bản ngã ra xài, mà vẫn có thể thực hiện được. Mà khi đạt được điều đó là đạt đỉnh cao của trình độ con người, đỉnh cao của trí tuệ. Tại vì đỉnh cao của trí tuệ là từ bi. Từ bi mới sinh được sinh ra từ trí tuệ. Trí tuệ là gì? Là thấy mình với vạn sự vạn vật chung một dòng sinh mệnh. Trí tuệ thấy tất cả các đối tượng xung quanh đều không ngừng nuôi dưỡng mình, tác động qua lại với mình. Những gì xảy ra cho họ là xảy ra cho mình, và ngược lại. Cái đó gọi là một thứ trí tuệ. Tu hành mà đi được tới đây rồi thì quá sức là tuyệt vời. Cho dù là mình chưa có thể tôn trọng hết mọi chúng sanh trong cuộc đời này, còn có một chút sự thiên vị, phân biệt, nhưng mà mình phải nhìn thấy điều đó. Tự hứa với lòng là mỗi ngày qua năm mới, mình phải hứa với lòng là mình sẽ thương các con bình đẳng hơn. Chứ trước giờ là đứa nào nó nghe lời mình, nó đúng ý mình thì mình thương nhiều hơn. Đứa nào nó nghịch ngợm, nó làm khác mình, nó hơi giống ai đó, nó không giống mình, là mình đã có một thái độ kỳ thị với nó rồi. Và khi mà các nhân viên của mình, dù là có những nhân viên làm những công việc rất là thấp, thậm chí có những cô lao công, những anh bảo vệ, mình cũng phải tôn trọng. Cái đây nó không phải là cũng phải, mà là một cái lẽ rất là tự nhiên. Tôi mà quan sát, tôi thấy một vị nào đó làm cái việc lãnh đạo, có quyền lực trong xã hội, nghe nói có ảnh hưởng gì tới văn hóa, đạo đức của xã hội, mà coi thường một người lao công hay là một người bảo vệ, tôi đánh giá rất thấp người đó. Tôi nghĩ người này chỉ là mạo danh thôi, không có thật. Tại vì khi mà bạn tới chỗ đó, tự động bạn sẽ phải kính trọng tất cả mọi người. Dù có đôi khi bạn vẫn còn tham sân và si, có một chút làm khác đi, có một chút sự thể hiện hay là sự lơ đễnh đối với những người cấp thấp của mình, nhưng cơ bản là luôn quan tâm họ, yêu thương họ, san sẻ với họ, là bạn đã đi tới một cái bước rất xa trên con đường tu luyện. Bạn trở thành một vị lãnh đạo có đạo đức, có lương tâm, đi đúng đường, thì chắc chắn sự thành công của bạn là bền vững. Quý vị nhìn kỹ là trong đời sống chúng ta là sự phân biệt là xảy ra thường trực. Kỳ thị, phân biệt để làm gì? Để phục vụ cho một cái bản ngã hiểu lầm này. Bây giờ người ta lợi dụng vào cái luật hấp dẫn. Các bạn biết luật hấp dẫn không? Tức là mình phóng cái muốn mình ra, mình cứ muốn liên tục thì nó sẽ thu hút các điều kiện cùng một tần số thuận lợi đi về phía mình. Mà mình hút của ai vậy? Của người khác, của đất trời. Trời đất đâu có cho mình đâu mà mình đòi hút. Vậy thì cái luật hấp dẫn nó phải nằm dưới một cái luật khác, gọi là luật nhân quả. Bạn không tạo nhân mà bạn lấy cái quả của người khác là sao? Đất trời sẽ lấy lại nha.
Đức Trời sẽ đưa bạn về thế quân bình và cân bằng, đưa vạn sự vạn vật luôn luôn đưa về thế cân bằng của nó. Sẽ đưa bạn tới một tai nạn, sẽ đưa tới một cái rủi ro, một biến cố để lấy lại sự cân bằng. Chúng ta không có quyền lấy những cái thứ đó, mà nếu có quyền đó là có quyền cống hiến, có quyền cho đi. Christopher Johnson McCullers, nhân vật chính trong cuốn phim Into the Wild, tôi nói cuốn phim nó truyền cảm hứng cho tôi, đó là một nhân vật có thật, đi tìm hạnh phúc, không chấp nhận sự thỏa mãn tầm thường trên thế gian, đi tìm hạnh phúc nơi miền hoang dã Alaska. Sau 2 năm ròng rã đi bộ vòng quanh nước Mỹ để tới được Alaska, Chris rất là hạnh phúc. Có những lúc Chris đứng trên chiếc xe bus, đứng trên chiếc xe buýt, hét lên những tiếng vang khắp núi rừng: ôi đã quá, hạnh phúc quá, tại sao mọi người không tới đây hưởng hạnh phúc mà chen chi chốn đông người, đường kẹt xe mà cứ đâm đầu vào nhau để đi tìm hạnh phúc, còn miền hoang dã núi rừng không ai ở mà chỗ đó đầy năng lượng trong lành. Trở về đó là mình trở thành con người khác ngay lập tức, mềm mại, nhẹ nhàng, dễ thương, chân thật, ít có xảo trá, ít có chiêu trò. Mà về đó được mấy ngày xách gói chạy trở về chốn cũ, vườn xưa, không chống lại nổi bản năng, tưởng rằng chốn này mới là chốn của ta, cho nên ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ. Cái đó nói giỡn thôi, chứ không lẽ nói mình khôn thì kỳ chứ. Không có dại đâu. Nhưng mà Chris đã không vượt qua được cái hiểm nguy ở nơi miền hoang dã, đã bị kẹt ở nơi cái rừng già đó không thoát ra được, vì băng tuyết nó lở đi đó, nó tan khi nắng lên đó, trở thành một cái dòng nước quá lớn mà Chris không lội qua được. Bởi vì không còn gì để ăn, suốt gần 3 tháng trời cầm cự với nước thôi và một ít lá trong rừng, săn được một ít thú nhưng mà cũng không là bao. Cuối cùng Chris phải bỏ mạng. Trước khi Chris mất, Chris ghi một cái câu trong cuốn sách của Jack London, Tiếng Gọi Miền Hoang Dã. Cái cuốn đó đã kích động Chris đi tìm những giá trị hạnh phúc, có thể gọi là cấp độ số 2, bình an. Nhưng mà trước khi chết, Chris nhận ra rằng bình an không phải là hạnh phúc cuối cùng. Happiness only real when shared. Hạnh phúc thật sự, chỉ thật sự khi chúng ta chia sẻ với nhau cái hạnh phúc đó. Sharing hay là caring. Chris nói rằng hạnh phúc mà chỉ hưởng mình thôi thì không có gì hấp dẫn. Phải chia sẻ cho cha, cho mẹ, những người chưa bao giờ đặt chân tới miền hoang dã này. Các sư cô, các sư chú khi mà ở trong các rừng thiền rất là hạnh phúc, nhưng mà trong lòng rất là muốn cha mẹ mình cũng được tham dự vào cái không gian này, được ngồi rất là yên, được trải qua những cái trạng thái không suy nghĩ, không toan tính, không lo sợ nữa, trở về với chính mình, thì như vậy là đi đúng hướng. Còn nếu các sư cô, sư chú mà muốn đi tìm một cái thế giới cho riêng mình, một cái quả vị cho riêng mình là đi lạc đường. Vậy cho nên là cấp độ thứ 3 sâu sắc nhất của hạnh phúc đó là từ bi, là sẻ chia, là hiến tặng. Nhưng quý vị xin nhớ cho là muốn hiến tặng một cách trọn vẹn thì phải có an lạc trước, phải có bình an trong tâm hồn trước, phải gội rửa phiền não trước, bớt bản ngã, thậm chí là cô lập hóa hoàn toàn bản ngã, thậm chí là triệt tiêu luôn bản ngã, thì từ bi nó mới là đích thực. Sự hiến tặng mới là không điều kiện, mới không làm khổ người khác, mới không là một cái cơ hội để vung túng phát triển bản ngã. Giờ nào bản ngã còn, giờ nào tham sân si còn, thì sự hiến tặng vẫn là sự nấp mình một cách tinh vi và nhỏ nhiệm của bản ngã. Nếu nhìn sâu vào tất cả mọi công tác từ thiện, giúp đỡ, hiến tặng đều có sự ẩn náu của bản ngã, chỉ là nhiều hay là ít. Vậy thì chúng ta chưa đạt
tới vô ngã. Chúng ta không thể không có bản ngã. Vì thì có những lúc chúng ta buộc phải xài bản ngã 100%. Có lúc mình xài 50% thôi. Có lúc xài 10% hay 5% thôi. Mình nhượng hắn 3 phen. Câu thứ tư thì mình mới lên tiếng. Như vậy là mình đã rút bản ngã mình về rồi. Mình nâng đỡ cho ý kiến người đó, mặc dù ý kiến người đó chỉ ngang ý kiến của mình hoặc là dở hơn một chút. Cái đó là mình ít xài bản ngã rồi. Mà ít xài bản ngã thì vô ngã sẽ tràn về. Mà vô ngã tràn về thì mình sống trong trạng thái của tự do, của giải thoát đích thực. Và phải nhờ tới chánh niệm. Chỉ có chánh niệm, đời sống tỉnh thức mới quan sát một cách tinh tường khi nào bản ngã xuất hiện. Nó ẩn núp ở đâu, nó trá hình kiểu nào. Và quan sát dưới năng lực chánh niệm thì bản ngã sẽ không phát triển và lộng hành được. Chỉ có con đường hành thiền, quay về bên trong phát triển sự tỉnh thức mới đối đầu nổi bản ngã, mới có thể chuyển hóa được bản ngã. Và dĩ nhiên là phải có một sự đầu tư nghiêm túc lắm thì chúng ta mới có thể ở bên bờ bên kia liên tục đáo bỉ ngạn rồi không có nhảy trở lại bờ bên này. Còn nếu mà mình còn nhảy qua bờ bên này, nghĩa là sự đầu tư chưa có đủ lớn, thì tùy vào cái muốn của mỗi người. Đức Phật nói cái muốn của mọi người nó sẽ quyết định rất lớn cho những cái thành tựu trong công phu tu tập. Thì bước vào năm mới có nhiều điều để chúc quý vị lắm, nhưng mà nhân bài pháp thoại này chỉ muốn chúc một điều ngắn gọn là quý vị qua năm mới bớt sống với một cái bản ngã lừng lẫy lộng hành, mà hãy sống nhiều với cái con người vô ngã dễ thương của mình. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Và bài pháp thoại vừa rồi cũng kết thúc buổi tu tập ngày hôm nay, và cũng là kết thúc cái chuỗi tọa đàm cuối năm 2017 bước qua 2018 của Thầy. Và rất là hạnh phúc thật sự là cái sự sẻ chia của mình có người đón nhận. Cái người nhận cảm ơn người cho đã đành rồi, mà người cho cũng cảm ơn người nhận. Tôi nghĩ đó là một sự tự nhiên chứ không phải là phải hay là bắt buộc. Giống như con thương mẹ, mẹ thương con là một chuyện tự nhiên chứ không có phải. Nó rất tự nhiên như vậy. Và quý vị biết là tôi tự nhận mình tôi không có giỏi lắm, nhưng mà là người có lương tâm. Cho nên là khi tôi nói chuyện với một người hay là hai người, tôi cũng nói chân thành như là nói trước gần 1.000 con người ở đây. Nói hết lòng, hết dạ. Và khi tôi trị liệu tâm lý cũng vậy. Bất cứ đối tượng nào trị liệu thì mình cũng đứng trên cái đạo đức nghề nghiệp. Mình không có sự kỳ thị trong khi lắng nghe. Nhưng mà thỉnh thoảng mình mệt, mình nghe không có nổi quý vị. Nhiều trường hợp quá. Một ngày như vậy mà mình ngồi mà nghe vài chục người là chịu không nổi. Cho nên tới cái người thứ mười mấy là mình đã nghe hơi chệch choạc rồi. Thông tin nghe không có đầy đủ. Mà có khi mình không nhận ra nữa. Người ta nói hết câu chuyện rồi mình nhớ không hết thông tin người ta đưa tới. Thì một mặt là mình buộc phải hỏi lại, nhưng mà mình rất là xấu hổ, là tại vì mình đã nghe thiếu sự chân thành. Và lúc đó tôi phải xin dừng lại, không có nghe nữa, để mình làm tròn cái trách nhiệm của mình. Tại vì khi mình nghe sai thì mình sẽ tư vấn sai và định bệnh sai, rồi hướng dẫn tu tập sai. Mà quan trọng hơn nữa là mình tạo ra một cái bước trượt rất lớn trong cái đời sống tu tập chuyển hóa mình, thì mình sẽ không có đi xa được. Và đây là cái chuỗi tọa đàm lần thứ 3 trong 2 năm vừa qua. Và càng ngày càng thấy đại chúng đến rất là nhiều, và đặc biệt là các bạn trẻ. Mà rất là hạnh phúc là tại vì cái lối chia sẻ của tôi, hay là những cái kinh nghiệm, hoặc là những cái kiến thức mà tôi học hỏi được các bậc thầy đi trước từ tuệ giác của Đạo Phật đã đến được quý vị. Tôi nghĩ rằng là nó cũng là sự đóng góp của rất nhiều bậc thầy đi trước. Tôi đã học hỏi từ rất nhiều bậc thầy đi trước, chịu ảnh hưởng từ rất nhiều bậc thầy đi trước, thì mới tìm ra được cái cách để mà chia sẻ tuệ giác Đạo Phật một cách dễ dàng nhất cho quý vị, để quý vị dễ tiếp cận. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng, thí dụ một buổi pháp thoại ngày hôm nay thành công đó,
thì phải nhờ có nhiều điều kiện quý vị. Tại vì ở bên quận 12, cái hội trường bên đó mình không có sử dụng được, thì nhờ Pháp viện Minh Đăng Quang mở lòng ngay lập tức. Và nhằm cái ngày là không có sinh hoạt, cho nên mình đã được Hòa Thượng cho mình sử dụng cái hội trường này. Rồi đại chúng đổi chỗ mà vẫn đi tới được, vẫn sắp xếp đi tới được. Rồi phải nhờ có quay phim, rồi có livestream cho biết bao nhiêu người ở xa, mấy chục ngàn người ở xa đang theo dõi chúng ta chẳng hạn. Rồi nhờ có âm thanh phải hay. Bữa nay nghe rất là dễ nghe phải không? Hôm rồi ở chỗ đó khá khó nghe. Rồi nhờ ban tổ chức bố trí cái không gian này rất là hợp lý để chúng ta ngồi gần với nhau hơn, nghe rõ hơn. Nhìn bình hoa sen cũng đẹp. Nhờ tiếng chuông hay, nhờ các thầy các sư cô có thêm năng lượng, nhờ đại chúng hết lòng lắng nghe thì nó mới ra được bài pháp thoại, thậm chí là nhờ mấy người chùi toilet trong kia nữa. Tất cả đều là những yếu tố để tạo ra một tác phẩm. Vì khi mà mình nhìn vào một tác phẩm mà mình không thấy những điều kiện đó thì sự tu tập mình nó còn giới hạn lắm. Cho nên không phải tới bây giờ tôi mới nói ra, mà từ ở trong sâu thẳm trái tim luôn biết ơn tất cả những nhân duyên có mặt trong cuộc đời, mỗi khi mình đi ngang qua cùng nhau để tạo nên những tác phẩm có giá trị cho đời, cho người. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ thì mời đại chúng nghe ba tiếng chuông để chúng ta sẽ dừng cái buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Chúng ta còn một buổi gặp gỡ nữa là đêm nhạc thiền. Thì sẵn đây xin thông báo quý vị luôn là cũng có một duyên lành rất là lớn. Đó là trường Đại học Tôn Đức Thắng đã có mời tôi về đó dạy cái môn thiền và môn tâm hồn học. Mà như hồi trước tôi có nói chuyện ở trường khoa học xã hội nhân văn á, là muốn đưa cái môn tâm hồn học vào trong đó, nhưng mà trường Tôn Đức Thắng đón nhận trước. Có thể bên đó sẽ gọi một cái tên đạo đức học hay là cái gì đó, mà cơ bản là cái môn này tôi sẽ dạy lấy từ kinh nghiệm tu tập và làm công tác trị liệu về tâm lý hay là dạy về kỹ năng sống cho các em trẻ để dạy ở đó. Và trường rất là hoan hỷ, hạnh phúc cho phép chúng ta tổ chức đêm nhạc thiền ở đó. Là tại vì trường Tôn Đức Thắng gần hơn là quận 7, gần hơn quận 12. Cái thứ hai nữa là hội trường rất là đẹp, chứa 1.400 người. Bây giờ đại chúng ghi danh cũng 1.400 rồi, sắp xỉ con số đó, mà ở trên Tuệ Đức quận 12 hội trường chứa được có 800 thôi. Thành ra may